Mưa từ sáng sớm tới giờ luôn. Thôi bữa nay thì mình không có đi chợ, mình lục tủ lạnh ra mới cá sặc mà. Cá sặc này bữa hôm đặt cái lò dính á. Với con cá lóc thì chị qua mua nè. Ít thịt. Nay chắc mình làm bánh bao cho mấy đứa nhỏ. Cái cá này mình sẽ kho tiêu rồi. Mấy hôm nay chỗ mình thì giấc sáng thường mưa, còn giấc chiều gió nó hơi lớn nha, cho nên mình xuống mấy cái cây ớt luôn. Cái vàng hũ hoa của mình thì bữa nay mình cũng tranh thủ mình cuột lại, xong thì vô chuẩn bị mình nấu ăn. Bữa nay ít cá mình kho tiêu thôi cả nhà, cá kho xong thì quay qua mình luộc ít đậu bắp mình chấm chao ăn, tranh thủ mình còn đi rước mấy bé nữa cả nhà. Giờ mình sẽ làm một chén chao để chấm đồ luộc. Chao này cũng hơi mặn á, cho nên mình bỏ vô miếng đường với nặng chút xíu chanh á. Ê. Cái đậu bắp này á, là mình trồng đậu bắp tím á. Cái hột nó thì nó mắc hơn cái đậu bắp xanh, nhưng mà luộc ra nó không còn tím nữa mà nó chuyển sang màu xanh. Xong thì một ít đọt rau muống mình hái nè, luộc chung luôn. Cái nồi cá kho nó cạn nước thì mình bỏ hành bỏ tiêu cho nó thơm. Bữa cơm trời mưa gió có cá kho quẹt, rau luộc, đậu luộc chấm chao. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Ăn cơm cả nhà ơi. Cái nồi gói bánh tét không biết là mình đưa bánh nó mà bự nó có nước kẹo á, nó ba nồi đấy bánh đâu là tét á. Bữa nay mình đi nhóm họ thôi nôi dạ cả nhà, thường sáng người ta nấu bún nước lèo cho ăn á. Nói mà đi lỡ nha, nồi mà tô còn chưa về nữa. Để mẹ ăn cơm rồi tôi rồi chờ nghỉ đi. Ví dụ như bà này bà đợi ba tiếp thăm bà ăn tô xong có mua lại thịt về cho chồng con ăn. Hồng Anh ăn hết chén bún nước lèo đầy luôn dưới một thứ cá. Có khi bà nhớ ăn, nó mới ăn phải nhà nấu chứ bà ăn gì vô nữa. Rồi rồi mẹ cho cá. Cá nãy con ăn á, con ăn đi một cứa luôn. Đó là cơ hội hồng hồi đang ăn bún. Bún nước lèo không vậy? Rồi. Thôi, con về rồi. Về đi chơi. Bún nước lèo ăn. Bé lớn mình thì nó ăn hơi dở hơn, còn bé nhỏ thì gia đình mình ăn cái gì thì bé ăn cái đó à. Tôi chạy tới bà mưa quá trời, tôi sợ bà không ra lấy. Buôn bán mà già ăn mà chị em ai ta cũng biết đi. Người ta bán giống như mình bán, người ta đặt rồi đặt được mình cũng chết. Cái hồi mình sắp lại mà người ta không có nhà mình cũng buồn. Đó rồi, đó rồi, cá cá hết hết thế à, cá trứng này. Con tép này nè, con mà mấy cắt gì đó. Bao về một bao bao chuột vậy á. Mấy hôm nay chỗ mình đang cắt lúa, ai mà ưa gắn ưa chuột thì vô mánh luôn. Mấy bé thường bắt chuột chạy heo máy cắt
xong bán lại rất rẻ nha cả nhà. Mà bình thường xã xã tôi sẽ thuốc rồi đó. Về đem một túng túng hay nha. Gan bắt gắn bao bán cho ông Hải chẳng lấy ông Hải chẳng cố gắng bán cho ông Hải. Bữa cơm gia đình của mình thường là xoay quanh những cuộc sống hàng ngày thôi. Hàng ngày mình nấu cái gì mình quay cái đó chứ mình không có cầu kỳ quá nghe cả nhà. Chỗ ta học như ra không? Nè. Làm ăn. Thôi video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Chúc cả nhà buổi trưa thật vui vẻ nha. Bye.